lượng Nga hôm 10 tháng 5 tấn công xuyên biên giới nhằm vào khu vực Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine. Mặc dù cuộc tấn công vào thành phố lớn thứ hai Ukraine được Moscow ngầm ra tín hiệu, tình báo phương Tây và Ukraine cũng dự đoán trước, nhưng Kiev vẫn lực bất tỏng tâm trong việc ngăn bước tiến đối phương. Sở dĩ nói Moscow đã ra tín hiệu trước bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3 từng tiết lộ ý định tạo ra vùng đệm ở nơi đây. Một tháng sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Kharkiv có vai trò quan trọng tạo ra vùng đệm để bảo vệ khu vực biên giới Bengorod của Nga khỏi các cuộc pháo kích và xâm nhập lãnh thổ từ Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bengorod quay cuồng trước các vụ tấn công từ Kiev, trong đó có vụ đánh sập hai nhà máy điện vào ngày 22 tháng 3. Moscow cũng đồng thời xây dựng cánh quân phương Bắc mới, được Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, ước tính khoảng 30.000 người tại khu vực Belgorod của Nga. Chính vì vậy, ý định nhằm vào Kharkov đã được phía Ukraine dự đoán trước, thậm chí hai ngày trước khi lực lượng Nga tấn công, thống đốc khu vực này cho biết đã phát hiện lực lượng lớn quân Nga. Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh cũng cảnh báo cho lãnh đạo Ukraine về việc quân Nga sẽ tấn công Kharkiv. Bất chấp điều đó, dạng sáng ngày 10 tháng 5, khoảng 5.000 đến 10.000 binh sĩ Nga đã vượt biên giới ở hai điểm then chốt vào Kharkiv. Trong vòng 5 ngày qua, lực lượng Nga đã giành hơn 250 km vuông tại Kharkiv. Thiếu binh sĩ đạn dược và hệ thống phòng không khiến Ukraine không thể ngăn chặn, cũng như đẩy lùi các cuộc tiến công của lực lượng Nga trên chiến trường Kharkiv. Trên thực tế, tuyến phòng thủ của Ukraine rất mỏng, thậm chí có nơi không một bóng người. Một chỉ huy người Ukraine, Denis Yaroslavsky cho biết, tại Vokchan, cách Kharkiv chưa đầy 65 km về phía tây bắc, tuyến công sự và mìn đầu tiên không tồn tại không có lực lượng sẵn sàng chiến đấu và không được bố trí hợp lý. Đến giữa tuần này, giao tranh đã lan tới Vokchan và các làng phía bắc Lipsi, cách Kharkiv khoảng 32 km. Khu vực Kharkiv từng tương đối yên tĩnh, nay trở thành bước thụt lùi mới nhất của Ukraine trong năm 2024. Để khắc phục tình trạng thiếu binh sĩ, giới chức Ukraine đã quyết định hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Bước thụt lùi của Ukraine, một phần do Washington tạm dừng cung cấp vũ khí trong 4 tháng trước khi gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng trước. Ukraine cũng thiếu hụt đạn pháo và hệ thống phòng không để ngăn chặn tên lửa đạn đạo và bom lượn tầm xa từ phía Nga. Binh sĩ Ukraine từng thừa nhận Nga sử dụng lượng đạn pháo nhiều gấp 10 lần họ. Phòng không Ukraine cũng thiếu hụt tới mức họ không thể bắn hạ máy bay không người lái UAV trinh sát Orlan 10 của Nga thường xuyên bay qua cả Kharkiv và Zaporizhia các nhà phân tích quân sự còn nhấn mạnh việc ukraina không thể ngăn bước tiến của nga bởi họ bị cấm sử dụng vũ khí mỹ để tấn công các mục tiêu ở nga kết quả là lực lượng nga có thể tập trung vượt biên giới trong điều kiện tương đối an toàn chuyên gia George baros tại isw nhận định nhà phân tích này lập luận rằng khó khăn nhân lực đồng nghĩa với việc họ không có khả năng tạo ra các công sự kiểu nga dọc theo toàn bộ biên giới phía bắc tướng Oleksandr ikovet của ukraina tiết lộ rằng sau các cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv, họ đã chuẩn bị công sự tốt hơn ở tuyến thứ hai, cách tiền tuyến 15 đến 17 km và ở tuyến thứ ba, cách tiền tuyến tới 35 km. Chuyên gia còn nhận định việc Nga mở cuộc tấn công vào Kharkiv không phải giành lãnh thổ mà nhiều khả năng nhằm nghi binh buộc Ukraine phải phân tán lực lượng phòng thủ, đặc biệt ở vùng Donbass. Pháo binh Ukraine ở tiền tuyến Kharkov đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết từ phi đội máy bay không người lái Lazet của Nga. Reuters dẫn lời các quân nhân Kiev cho biết, một chiếc đến, rồi chiếc thứ hai đến. Mười phút sau, chiếc thứ ba đến. Binh sĩ có biệt danh Artis, 21 tuổi, chỉ huy một khẩu đội pháo thuộc Lữ đoàn 42 cho biết. Lữ đoàn của Anh đã khai hỏa không ngừng nghỉ để ngăn đà tiến của Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch tấn công tốc độ cao vào Kharkov. Lazette UAV tự sát với hình như chữ X mang theo vài kilogram thuốc nổ được xem là mối đe dọa lớn nhất với các xe tăng thiết giáp và pháo binh Ukraine trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, các pháo thủ đang vận hành pháo tự hành 2S1 Gvozdika thừa nhận rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy số lượng lan lớn như vậy bay trên bầu trời cốp dù đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt trên tiền tuyến. Samuel Benedet một thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Mỹ mới, nói với Reuters rằng ông ghi nhận ngày càng nhiều hơn các cuộc tấn công của Lancet trên các kênh mạng xã hội thân Nga. UAV tấn công như Lancet thường hoạt động cùng với máy bay không người lái trinh sát có camera tìm mục tiêu. Các binh sĩ Ukraine cho biết họ thường xuyên quan sát thấy UAV trinh sát bay trên bầu trời cốp để sát mục tiêu. Artis nói, bất cứ lúc nào cũng có thể có từ 1 tới 5 máy bay không người lái khác nhau xuất hiện trên không chỉ đề cập đến khu vực lân cận ngay trước khẩu đội lựu pháo của Anh đang vận hành. Ở phía trước, số lượng UAV còn lớn hơn nhiều. Anh cho biết những chiếc lancet có thể lao xuống với tốc độ rất cao từ vài trăm mét trên không trung vào mục tiêu chúng đã khóa chặt. Trong bầu không khí đầy căng thẳng, ngay cả tiếng động nhỏ như tiếng ong vò vẽ và ong bóc cày cũng khiến nhiều binh sĩ Ukraine lo ngại vì tưởng là UAV Nga đang bay tới gần. Cả Nga và Ukraine đều tích cực phát triển máy bay không người lái trong chiến sự, nhưng nguồn tài chính dồi dào hơn của Moscow dường như đã mang lại cho nước này lợi thế lớn về số lượng UAV so với đối thủ. Tuy nhiên, bất chấp mối đe dọa từ máy bay không người lái, các binh sĩ Ukraine cho biết họ vẫn có thể bắn một lượng lớn hỏa lực vào lực lượng Nga đang tấn công. Artis nói rằng, 5 khẩu pháo trong khẩu đội của Anh đã bắn khoảng 1.000 phát đạn về phía Nga kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc tấn công ở khu vực phía Bắc Kharkov một tuần trước. Cuối năm ngoái, chuyên gia quân sự David Hambling nhận định với chuyên trang 1945 rằng UAV Lancet được xem là một thành công nổi bật của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Theo ông, Lancet thể hiện hiệu suất đáng kinh ngạc khi có thể phá hủy hàng loạt các mục tiêu từ khoảng cách xa, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực, tiêm kích đậu trong căn cứ, pháo binh và hệ thống phòng không. Nga đang tích cực sản xuất và cải tiến Lancet về cả số lượng lẫn tầm tấn công, khiến cho UAV này càng trở nên nguy hiểm hơn nữa. Theo ông Hambling, Lancet được xem là vũ khí hiệu quả nhất của Nga trong thời gian qua. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 16 tháng 5 cho biết các máy bay trực thăng của hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy các tàu không người lái do Ukraine đưa tới Crimea. Lực lượng Nga đã phát hiện ít nhất 3 nhóm tàu không người lái USV của Ukraine đang cố gắng tiếp cận bán đảo Crimea. Quân đội Nga cho biết các trực thăng tấn công của hải quân đã được triển khai để đối phó với các mối đe dọa từ Ukraine và đánh chìm tổng cộng là 15 USV. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ việc trên xảy ra vào chiều ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương trực thăng của hạm đội Biển Đen đã đánh chìm 11 tàu không người lái bằng súng, thêm một chiếc USV khác được Ukraine điều đi trong vòng một giờ sau đó. Vào tối ngày 16 tháng 5, theo giờ địa phương, lực lượng Nga đã phát hiện thêm 3 chiếc USV khác đang tiếp cận Crimea. Trực thăng của hạm đội Biển Đen đã ngay lập tức nhắm mục tiêu vào 3 USV này. Trong đoạn video dài gần một phút do phi hành đoàn trực thăng quay và chia sẻ trên Telegram cho thấy một số tàu không người lái của Ukraine đã bị phá hủy lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển và trên không, cũng như sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ và các đồng minh cung cấp để tấn công Nga. Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tấn công dọc toàn bộ khu vực trên tuyến. Kiev thừa nhận rằng tình hình ở khu vực Kharkov đặc biệt khó khăn. Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã sử dụng vùng Kharkov làm bệ phóng cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào thành phố Belgorod của Nga các lực lượng Nga đã tiến vào thị trấn biên giới Vopchansk thuộc vùng Kharkov trong nỗ lực nhằm đạt bước tiến trên mặt trận mới. Kể từ cuối tuần qua, Nga đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng và khu định cư ở Kharkov sau khi bất ngờ tiến công vào khu vực này. Theo Sky News, truyền thông Nga trích dẫn tuyên bố cho biết không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nga và Trung Quốc cũng ghi nhận mối quan ngại về sự tham gia của Australia vào các kế hoạch mở rộng răn đe hạt nhân của Mỹ. Tuyên bố cũng nhấn mạnh Nga và Trung Quốc phản đối một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và cảnh báo có thể nó sẽ chuyển sang giai đoạn không thể kiểm soát được. Tuyên bố cũng cho biết Moscow và Bắc Kinh sẽ tăng cường hơn nữa sự tin tưởng và hợp tác trong lĩnh vực quân sự, đồng thời cho biết cả hai nước sẽ mở rộng quy mô của các cuộc tập trận quân sự chung. Trung Quốc cho biết họ ủng hộ những nỗ lực của phía Nga trong việc bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tuyên bố cho biết cả hai quốc gia đều phản đối nỗ lực của một số quốc gia nhằm sử dụng không gian để đối đầu quân sự. Nga và Trung Quốc cũng lên án các sáng kiến nhằm chiếm đoạt tài sản của nước ngoài, truyền thông nhà nước Nga đưa tin. Ông Zelensky nói tất cả những gì chúng tôi cần là hai hệ thống Patriot. Ông nói thêm tình hình xung quanh thành phố vẫn rất nghiêm trọng và Ukraine không thể để mất cốc. Khi được hỏi lượng Mỹ có phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong hỗ trợ quân sự cho Ukraine hay không, ông Zelensky trả lời, thế giới là để đổ lỗi. Theo ông, họ đã cho Putin một cơ hội để thăng tiến. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất và được Mỹ áp dụng vào năm 1982. Hệ thống này có thể được sử dụng làm vũ khí phòng không và phòng thủ tên lửa tùy thuộc vào loại đạn. Người ta tin rằng Patriot là hệ thống phòng không đắt tiền nhất mà Ukraine có trong tay, một cục pin có giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, trong khi chi phí cho một vụ phóng tên lửa lên tới 8 triệu đô la Mỹ một khẩu đội phòng không Patriot bao gồm 4 tới 8 bệ phóng với 4 tên lửa mỗi bệ, một tổ hợp radar, một trung tâm điều khiển và một nguồn cung cấp năng lượng. Chiều ngày 16 tháng 5, ông Zelensky nghe báo cáo từ các quan chức quân sự tại cuộc họp ở trụ sở của Kharkov. Bộ chỉ huy Ukraine quyết định tăng cường quân theo hướng này do tình hình khó khăn. Vào ngày 10 tháng 5, ông Zelensky tuyên bố bắt đầu cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov chính quyền Ukraine bắt đầu sơ tán cư dân địa phương khỏi thị trấn biên giới ở Volchansk cùng ngày. Ngày 13 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã công nhận thành công về mặt chiến thuật của quân đội Nga trên hướng Kharkov. Ngày hôm sau, người đứng đầu Tổng cục Tình báo chính GUR của Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov tuyên bố thiếu lực lượng trong bối cảnh nỗ lực ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga tại khu vực Kharkov. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công khá tốt ở mọi hướng. Thư ký báo chí Sergei Nikiforov của ông Zelensky cho biết ông Zelensky đã hủy tất cả các sự kiện và chuyến đi quốc tế đã lên lịch trước đó do tình hình xung quanh Kharkov. Cơ quan Efi trước đó cho biết tham chiếu đến các nguồn tin tại dinh thự Hoàng gia Tây Ban Nha rằng Zelensky đã hủy chuyến thăm Madrid dự kiến vào ngày 17 tháng 5. Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến gặp vua Philip 6 của Tây Ban Nha và thủ tướng Pedro Sanchez để ký thỏa thuận an ninh. Cung điện không giải thích lý do hủy chuyến thăm, tuy nhiên theo nguồn tin ngoại giao của cơ quan này, quyết định của ông Zelensky là do cuộc tấn công của Nga đang gia tăng trên mặt trận. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đang tiến sâu hơn vào khu vực Kaçop và giành quyền kiểm soát ngôi làng Bukrovatska nằm ở phía tây nam thị trấn Volchansk. Vào ngày 13 tháng 5, Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình chiến thuật ở khu vực Volchans cũng như các khu định cư Neskunoye, Lipsi và Veseloye ở khu vực Kharkov đã được cải thiện. Chiều ngày 14 tháng 5, giới chức Ukraine đưa tin có giao tranh ở ngoại ô Volchans. Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A sol lửa mặt trời phá hủy các thanh trì của Ukraine ở ngoại ô Chasovya thuộc vùng Donbass. Hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solsepiok của lực lượng dù Ivanovo đã phá hủy các vị trí bộ binh kiên cố của quân đội Ukraine ở ngoại ô Chasopya. Hoạt động thành công này đã cho phép các nhóm tấn công của lực lượng dù Ivanovo giành quyền kiểm soát và tiêu diệt các cứ điểm của quân đội Ukraine với tổn thất tối thiểu. Trước đó, ông Jan Kakin, cố vấn cho người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pusilin, cho hay các lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào vùng ngoại ô thành phố Chasopya, nơi đã được cố thủ và giải minh dài đặc trong năm qua. Thành phố Chasopya có tầm quan trọng chiến lược do vị trí nằm ở độ cao lớn, giúp kiểm soát con đường dẫn đến khu vực khối dân cư lớn nhất ở vùng Donbass vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine là Slavyansk, Kramatorsk và Konstantinovka. Tổ hợp pháo phản lực hạng nặng TOS-1A được trang bị 24 đạn rocket 220mm và sử dụng không gầm xe tăng T-72. TOS-1A được trang bị cho các binh chủng hóa sinh và hạt nhân của quân đội Nga để chống lại đối phương ẩn nấp trong công sự kiên cố, hang động hoặc đô thị. Từ năm 2001, phiên bản cải tiến TOS-1A bắt đầu được đưa vào hoạt động, có tầm bán thấp nhất và xa nhất, lần lượt ở các cự ly là 400m và 6km. Hôm 16 tháng 5, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài trả lời phỏng vấn tờ ABC News, trong đó ông Zelensky tuyên bố rằng những thất bại của nước này tại Kharkov là do lỗi của cả thế giới. Trả lời câu hỏi của ABC News hôm 16 tháng 5 về việc liệu những thất bại hiện nay của Ukraine trên mặt trận Kharkov có phải lỗi của Mỹ hay không, Tổng thống Zelensky tuyên bố đó là lỗi của cả thế giới. Họ đã cho Nga cơ hội, nhưng bây giờ thế giới có thể giúp Ukraine. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga mới đây phát động tấn công quy mô lớn vào khu vực Kharkov và nhanh chóng chiếm lại một số ngôi làng đã được Ukraine giải phóng hồi tháng 9 năm 2022. Theo ABC News, ông Zelensky đã hủy toàn bộ lịch trình công du trong bối cảnh quân đội Ukraine dần thất thế ở mặt trận này, đồng thời kiềm chế không công khai chỉ trích Mỹ, giữ nguyên cách tiếp cận đền hình của ông đối với nước viện trợ quân sự lớn nhất Ukraine. Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là hai tổ hợp phòng không và chữa Nga sẽ không thể giành được Kharkov nếu chúng tôi có những tổ hợp đó, ông Zelensky khẳng định. Khi được hỏi về mối lo ngại của một số bộ phận cử tri Mỹ về số tiền viện trợ quá lớn cho Ukraine, ông Zelensky cho hay đó là tiền được chi vào các nhà máy ở Mỹ tạo ra việc làm cho người Mỹ. Chúng tôi không chỉ đấu tranh cho tự do của mình, nếu không phải Ukraine thì sẽ là một quốc gia khác, ông Zelensky nói. Được biết, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ít nhất 31 bang của Mỹ đang sản xuất vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine. Trong chuyến thăm Kiev hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông tin Washington đang tích cực và khẩn cấp tìm cách cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Mỗi cầu đội Patriot bao gồm một hệ thống cung cấp điện, radar, chạm điều khiển, bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải, các phương tiện hỗ trợ và có chi phí khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Ukraine hiện được cho là sở hữu ít nhất 3 tổ hợp này. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, việc Nga đặt mục tiêu kiểm soát các thị trấn ở biên giới Kharkov là một phần trong chiến thuật thiết lập vùng đệm để tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine.